trong suốt 5 năm phát sóng, lần đầu tiên tại Quyền Năng Phái Đẹp có sự xuất hiện của gương mặt hoàn toàn mới với chương trình MC Á Hậu Hoàng Oanh. Đến với chương trình, MC Hoàng Oanh sẽ dẫn dắt và kết nối các khách mời để chủ đề có thêm nhiều góc nhìn đa chiều cũng như sự trải nghiệm của chính bản thân mình. Phụ nữ không muốn mình rơi vào hoàn cảnh kết thúc hôn nhân bằng việc ly hôn. Nếu mà con ly hôn á, rồi bạn bè mọi người nhìn mặt con sao? Và có thể đằng sau tất cả mọi thứ mà một cái câu cổ chưa có thốt ra đó là: trời mẹ ơi, nhưng mà con yêu chồng con. Vì nhiều lý do, không ít phụ nữ vẫn níu giữ hôn nhân không thể cứu vãn được nữa. Cái cuộc sống của mình nó đáng giá và mình phải sống làm sao để mà được hạnh phúc nhất có thể. Khi mà người phụ nữ còn yêu thì tất cả mọi thứ sẽ là con số không hết. Kiểu bây giờ người đàn ông họ rất là hiểu phụ nữ và họ biết cách kiểm soát tâm trí người phụ nữ, đánh vào điểm yếu. Dạ đúng. Họ làm vậy liệu có đúng không? Tất cả sẽ có trong chương trình Quyền Năng Phái Đẹp, chủ đề Dám Thay Đổi Để Hạnh Phúc, phát sóng lúc 19:15 thứ Sáu ngày 21 tháng 1 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.